Anh Chi xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi chương mục đọc báo và điểm tin trên TTV hôm nay thứ năm, ngày 10 tháng 6 năm 2021. Mở đầu là bản tin của tờ báo Tiếng Dân cập nhật tình hình chống dịch tại Việt Nam. Thưa quý vị, gần một tháng rưỡi kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, các quan chức Việt Nam càng cố sức tuyên truyền rằng họ đang kiểm soát được tình hình, thì liên tiếp xuất hiện các diễn biến ngược lại những thông điệp mà họ tuyên truyền. Một loạt tin tức vào chiều ngày 8 tháng 6 chỉ riêng Sài Gòn cho thấy rủi ro dịch bệnh hiện diện ngay tại trung tâm kinh tế của đất nước. Tờ báo Tuổi Trẻ đưa tin, thành phố Hồ Chí Minh, một bệnh nhân tử vong trên đường chuyển viện, kết quả xét nghiệm mắc COVID-19. Đó là bệnh nhân nữ ở phường 15 quận Gò Vấp. Vào trưa ngày 8 tháng 6, bệnh nhân được người nhà đưa vào bệnh viện quận Gò Vấp trong tình trạng viêm phổi, suy hô hấp, suy đa tạng. Đến 6 giờ chiều cùng ngày, dù người bệnh đã được chữa trị tích cực, diễn biến bệnh tiếp tục trầm trọng nên được chuyển qua bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân đã ngưng tim trên đường chuyển viện. Thời điểm người bệnh nói trên tử vong, bệnh viện quận Gò Vấp chỉ mới lấy mẫu xét nghiệm, sau đó xác nhận người bệnh dương tính với COVID-19. Theo kết quả điều tra ban đầu, người bệnh khởi phát ho, sốt từ một tuần nay nhưng tự mua thuốc uống điều trị ở nhà. Chồng của bệnh nhân cũng được xác định dương tính với Covid-19. Cả hai trường hợp đều chưa rõ nguồn lây. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec cũng có video clip hai vợ chồng cùng nhiễm Covid-19, vợ tử vong trên đường chuyển viện. Cũng ở Sài Gòn, tờ VN Express đưa tin một chiến sĩ công an mắc Covid-19 suy hô hấp nặng. Đó là bệnh nhân số 8.944, công an phường Phú Trung, quận Tân Phú, từng làm nhiệm vụ trực tại bệnh viện quận Tân Phú từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5. Kết quả xét nghiệm ngày 1 tháng 6 âm tính với Covid-19. Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 6, ông này trực ở kênh Tân Hóa. Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6 mới xuất hiện triệu chứng bệnh đường hô hấp và sốt cao. Đến ngày 5 tháng 6, người này mới đến bệnh viện khám bệnh và được xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19. Chỉ 3 ngày sau khi nhập viện, người này đã phải chuyển viện sang bệnh viện trợ rẫy do bệnh diễn tiến nặng. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hai mẹ con ở Thành phố Hồ Chí Minh dương tính với Covid-19 chưa rõ nguồn lây theo Vietnamnet. Hai mẹ con đều ở phường Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Người mẹ bị sốt 4 ngày nhưng không khỏi nên cùng con đi khám bệnh vào chiều ngày 5 tháng 6. Sáng ngày 6 tháng 6, cả hai mẹ con đều được xác nhận dương tính với Covid-19 dù không tiếp xúc với bất cứ chuỗi lây nhiễm nào ở thành Hồ, những ngày qua, thành phố liên tục ghi nhận các ca dương tính nCoV khi đi khám bệnh và chưa rõ nguồn lây. Trưa ngày 8 tháng 6, Bộ Y tế thông báo ca tử vong thứ 54 là bệnh nhân COVID-19 có tiền sử sơ gan, đài VOV đưa tin. Đó là bệnh nhân ở thành phố Hưng Yên, một tuần trước khi nhập viện đã có triệu chứng sốt, mệt mỏi, chán ăn, nhập viện ngày 4 tháng 5 nhưng kết quả xét nghiệm âm tính. Lần xét nghiệm ngày 9 tháng 5 mới cho kết quả dương tính. Bệnh nhân đã được cứu chữa trong hơn một tháng, nhưng bệnh ngày càng nặng và đã qua đời. Sau đó, Bộ Y tế tiếp tục công bố bệnh nhân COVID-19 tử vong thứ 55, theo Vietnamnet. Đó là cụ bà ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, có tiền sử tăng huyết áp tiểu đường suy tim. Người bệnh không liên quan đến vùng dịch tại các khu công nghiệp ở Bắc Giang mà được phát hiện nhiễm Covid-19 thông qua khám sàng lọc nhập viện từ ngày 16 tháng 5 đến hôm nay không qua khỏi. Đối với ca tử vong vì Covid-19 trên đường chuyển viện ở Sài Gòn, mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính sau khi người bệnh qua đời nên Bộ Y tế chưa cập nhật trường hợp này vào danh sách người chết liên quan đến Covid-19 ở Việt Nam. Nếu tính luôn người này thì Việt Nam có 3 người chết do Covid-19 chỉ trong một ngày, đó là ngày 8 tháng 6. Vào hôm 8 tháng 6, CDC Hà Nội phát hiện trường hợp người bán rau ở thị trấn Đông Anh nhiễm Covid-19 không rõ nguồn lây, là bệnh nhân mang số 8.853. Hôm 9 tháng 6, CDC Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm một tiểu thương Hà Nội nghi mắc COVID-19, theo VN Express. Người này đã tiếp xúc gần với ca bệnh số 8.853 vào ngày 30 tháng 5, có triệu chứng ho, mệt mỏi từ ngày 2 tháng 6, nhưng đến hôm 9 tháng 6 mới được lấy mẫu xét nghiệm. Trong lúc chính quyền Việt Nam vẫn lây hoay, chưa kiểm soát được các ổ dịch lớn ở cả hai miền Nam Bắc, lại xuất hiện thêm nguy cơ mới, lây nhiễm chéo trong các khu cách ly. Báo Zing có bài phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, cựu cục trưởng cục y tế. Cách ly tập trung sẽ phản tác dụng nếu để lây nhiễm chéo. Ông Nga thừa nhận nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly là hiện hữu. Ông Nga cảnh báo kể cả khi chỉ có hai người trong phòng cách ly, hai người này tuân thủ mọi biện pháp như đeo khẩu trang, rửa tay xà phòng, nói chuyện cách xa 2 mét thì vẫn có nguy cơ lây bệnh cho nhau. Còn thực tế là một số khu cách ly đã bắt đầu có dấu hiệu quá tải khi Việt Nam ghi nhận hơn 6.000 ca nhiễm cộng đồng, chỉ hơn một tháng bùng dịch. Báo VN Express có bài, chuyên gia đề xuất thay đổi biện pháp cách ly F1. Phó giáo sư Nguyễn Viết Nhung thừa nhận, khuyết điểm của biện pháp nhét người dân vào trong các khu cách ly tập trung. Đây là chủ trương nhân văn, nhưng khi số lượng F1 quá lớn, nhà nước đảm bảo chi phí đưa đón sinh hoạt cho người cách ly gây gánh nặng và tốn kém cả về nhân lực và vật chất. Ông Nhung cảnh báo nguy cơ lây nhiễm ngay trong khu cách ly, có nghĩa là những người lẽ ra không bị nhiễm bệnh nhưng vào khu cách ly tập trung lại bị lây nhiễm. Đây là điều không ai mong muốn khiến tâm lý mọi người lo sợ. Cuộc sống của nhiều người bị đảo lộn vì phải đi cách ly. Một số chuyên gia y tế đề xuất giải pháp để các trường hợp F1, F2 được tự cách ly tại nhà, giảm áp lực cho các khu cách ly. VTC có clip các khu cách ly quá tải. Hà Nội lên kế hoạch lập 72 khu cách ly tập trung mới. Về bản chất, biện pháp theo dõi đưa người dân vào khu cách ly chỉ là hình thức nâng cao của thủ thuật giám sát người dân dựa trên mạng lưới công an, an ninh, dân phòng hùng hậu. Biện pháp này đã tỏ ra tương đối hiệu quả trong ba đợt bùng dịch trước, nhưng đến đợt này thì có vấn đề. Sự xuất hiện liên tiếp của các ca nhiễm không rõ nguồn lây ở nhiều nơi, cùng rủi ro quá tải và lây nhiễm chéo trong khu cách ly ngày càng hiện rõ, cho thấy Việt Nam cần phải thay đổi biện pháp chống dịch. Lãnh đạo Việt Nam đã quen cai trị dân bằng lực lượng an ninh, dân quân đông đảo, nên tận dụng luôn mấy nhóm người này để chống dịch. Thay vì tích trữ nguồn lực kinh tế, có kế hoạch mua vaccine từ sớm như các nước trong khu vực, lãnh đạo Việt Nam chỉ quanh quẩn với mấy cái trò theo dõi, giám sát, khoanh vùng, cách ly, truy vết để tự lừa mình rằng có thể chống Covid-19 mà không cần đến vaccine đến khi biến chủng ấn độ của covid 19 ập vào Việt Nam đục thủng được cả những phòng tuyến chống dịch kiên cố nhất, Việt Nam lúc đó mới tỉnh mộng thừa nhận vai trò của vaccine thì đã muộn rồi. Báo VnExpress có bài Chiến dịch nở hoa giúp Campuchia tức tốc tiêm chủng. Dù là nền kinh tế kém phát triển, Campuchia đã nhanh chóng mua vaccine để chích ngừa cho người dân. Đến ngày 3 tháng 6 hơn 16% dân số nước này, tương đương với 2,5 triệu người đã được chích ít nhất là một liều, còn dân số Campuchia đã chích đủ hai liều đạt tới 2,09 triệu người. Tại Đông Nam Á, tỷ lệ chích ngừa của Campuchia chỉ đứng sau Singapore. Hiện Singapore đã chích được cho 35% dân số. Các số liệu biết nói cho thấy Việt Nam đã chậm chân trong cuộc chiến lâu dài chống Covid-19. Thậm chí cả khi so sánh với Campuchia, từng là một trong các nước Đông Nam Á nghèo nhất có giai đoạn phải lệ thuộc vào Việt Nam. Trừ khi có đủ vaccine để chích cho dân, nếu không thì Việt Nam vẫn chỉ có thể miễn cưỡng chống dịch, tự lừa dối mình với mấy khẩu hiệu thắng dịch. Đài Á Châu Tự Do có bài phỏng vấn nhà nghiên cứu Simon Trần Hughes của trung tâm CSIS Việt Nam trước chính sách ngoại giao vaccine của Trung Quốc và Hoa Kỳ ông simon bình luận vụ việt nam phê duyệt vaccine trung quốc việt nam bắt đầu chiến dịch tiêm chủng hơi muộn trong khi nhiều nguồn cung ứng vaccine đã bị các nước khác tranh hết vì vậy việt nam đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhiều nguồn vaccine khác nhau với lịch sử vốn đầy tranh chấp với trung quốc đây có lẽ là quốc gia cuối cùng mà các quan chức việt nam muốn tìm tới nhưng tại thời điểm này có vẻ như họ phải làm điều đó để đạt được mục tiêu của mình